cõi vĩnh hằng tươi rất lành thơ. Thắp nén nhang thơm kính những nước tổ tổ chính của mình sau này. Mời toàn thể chị em chúng ta về nơi đón Tết của gia đình xin cảm ơn. Đấy là cuối cùng đấy. Cuối cùng đấy. Hội phụ nữ vừa đưa đấy. Không. Kêu. Cường đâu? Số 45B là nơi nhà mẹ đẻ của thiếu tá Trần Ngọc Di. Nơi đây sau khi đi hỏa táng thi hài của thiếu tá Trần Ngọc Di về vào buổi chiều ngày hôm qua, thì ngày hôm nay đã đưa hài cốt của thiếu tá Trần Ngọc Di về ngôi nhà riêng ở tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để làm lễ tang cho thiếu tá Trần Ngọc Di. Và giờ này cũng đã sắp đến giờ đưa hài cốt của thiếu tá Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên,